Trường Giang tiết lộ khoảng hòa hợp của hai vợ chồng, đồng điệu từ khi mới yêu bảo sao không cưới. Một trong những yếu tố giúp cặp đôi gắn bó trong nhiều năm yêu. Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang Nhã Phương đã nên duyên vợ chồng. Mặc kệ những lời đồn thổi đàm tiếu của dư luận, cả hai vẫn cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Người ngoài cuộc không thể hiểu được nội tình, càng không thể biết rằng có những yếu tố tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại góp phần giúp họ gắn kết bền vững sau nhiều năm hẹn hò sóng gió. Một trong số đó phải kể tới sự hòa hợp về mặt ăn uống. Đây chính là chia sẻ của Trường Giang trong một sự kiện. Danh hài nói, Trường Giang Nhã Phương có một cái đồng cảm nhất là về ăn uống. Nhã Phương rất thích ăn và cái gì cũng khen và ngon hết. Chỗ nào Trường Giang dắt đi ăn là ngon, chỗ nào Nhã Phương dắt đi ăn là Trường Giang đều chê hết. Tại vì người miền Trung với nhau mà, Nhã Phương người Quảng Nam, Trường Giang cũng người Quảng Nam, đồng điệu đồ ăn ghê lắm. Tuy nhiên mười khó cũng không ngại bốc mẻ Nhã Phương lẫn Harry Won. Hai cô đó thích ăn, muốn ăn cái gì cũng ăn được, nhưng mà không biết làm. Trường Giang chia sẻ về khoảng hòa hợp giữa hai vợ chồng từ lúc mới yêu. Trường Giang Nhã Phương nhiều lần được bắt gặp chăm chú ăn uống, danh hài cũng rất tận tình chăm sóc bà xã. Trái tim của Trường Giang Nhã Phương liên quan mật thiết đến dạ dày. Gương mặt vụng phịu của Nhã Phương khi được chồng chăm chút. Bất kể ngoài quán hay trong hậu trường, mười khó phục vụ bà xã vô cùng chu đáo. Lân lê cả ngoài vỉa hè,